Chào quý vị, tôi là Hồng Phan từ Tech TV. Chào Lindsay. Chào anh Hồng và Tiên Dung, xin kính chào các bạn và quý khán giả đang theo dõi Tech TV. Như các bạn cũng có viết email cho tôi nhiều, có nói là hỏi là Lindsay mấy tuần vừa qua đã biến đâu mất. Thì như các bạn cũng biết là hình như là Lindsay rất là bận và làm nhiều chuyện là sinh hoạt về xã hội và trên truyền hình. Dạ vâng. Và văn nghệ nữa. Thành ra là trong cái chuyện mà Tết nhất là chắc là bận, thì có thể chia sẻ được với lại các bạn là đã làm những cái gì không? Dạ vâng, thưa anh Hùng và thưa các bạn, là trong những cái tuần qua thì Lindsay rất là bận, tại vì em và em cũng rất là nhớ quý khán giả ở Tech TV, và nhất là em cũng nhớ anh Hùng nhiều lắm. Cô này cô khéo miệng lắm quý vị. No, it's true. Là em vừa làm cho đài Sài Gòn TV, vừa làm một cái segment với những người xứ ngôn viên để chúc Tết các quý khán giả. Và đồng thời thì trong những cái dịp lễ Tết này thì em vừa làm MC cho hội chợ Tết của Tổng hội Sinh viên. Và Tiên Dung đã có sự hân hạnh làm người MC cho cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường 2010. Thì cái đó cũng rất là vui. Và hôm thứ Bảy thì em có biểu diễn hai màn, em có hát hai nhạc phẩm để tặng đến quý vị dịp Tết. Thì như các bạn cũng biết là về cái mặt tech á, là cái nghề tay trái của Lindsay thôi, còn nghề tay phải là Lindsay làm MC rất là hay và ca hát rất là hay nữa. Thành ra đó là vài bữa nữa là chắc là phải cống hiến quý vị một vài nhạc phẩm ha. Dạ, cái đó thì em xin hẹn quý vị 11. Dạ. Nhưng mà hình như là tuần vừa rồi khi mà em đang bận làm Sài Gòn TV thì anh Hùng đã làm gì? Thì cũng phải ráng là không có cái cô host thì cũng phải ráng mà làm show thôi. Thì hình như là Tiên Dung nghe quý vị nói là anh Hùng không những là với một người co-host khác mà là đến hai người. thì thiệt ra thì những cái chuyện cái tech này nó rất khô khan, thành ra như các bạn cũng thấy coi cái bản mặt của tôi thì thấy rất là chán, mà cái chuyện thì nó cũng rất là khô khan. Thành ra thường thường thì cũng may mắn là cũng có những người bạn khác và vô họ giúp để mà làm cho cái show nó cho hơi nghĩa là tươi vui hơn. Dạ vâng, nhưng mà quý vị có thấy không, là anh Hùng, cái job của anh Hùng rất là lucky, tại vì anh Hùng có đến ba người co-host, đúng là gươm lạc giữa cái rừng hoa đó anh. Mà hoa nào thì cũng giữ hết, thành ra khi mà Lindsay đi tuần vừa rồi đó thì tôi có làm cái show nói về cái Google Buzz. Cái mạng xã hội đó, thì kỳ vừa rồi thì chỉ nói đại khái cái Google Buzz là cái gì. Dạ vâng. Thì em cũng có nghe nói về Google Buzz anh, thì nhưng mà em có đọc về những concerns, like có những vấn đề và những người dùng người ta bây giờ người ta đang lo lắng về cái sự đảm bảo privacy cho đúng người rồi. Dùng. Thì anh có phải không anh? Đúng rồi đó, cái chuyện mà trên mạng xã hội như là social media đó, một cái mà phiền phức đó là nó rất là tiện để cho mình gặp lại những người bạn khác, trao đổi những cái hình ảnh, cập nhật video gia đình, những cái chuyện. Nhưng mà cái phần thứ hai, tại vì nó đã nằm ở trên cái internet đó, thành ra nó có dễ lạc vô những những người khác mà mình không có muốn như người ta thấy những cái đồ mà như là của riêng tư của mình. Dạ đúng. Đó. Thì một cái chuyện mà Google mà người ta nói nhiều cách 2-3 ngày nay á, thì thật ra thì Google họ sau 2-3 ngày thì họ cũng sửa lại, đặt lại. Nhưng mà cái như thế này là Lindsay, khi mà tại vì cái Google Buzz nó nằm ở dưới Gmail đó, mà hồi đầu thì Google họ nói là nếu mà những cái người nào mà mình thường thường mình email cho người ta thì là cái người đó họ nghĩ là sẽ là bạn của mình. Đó, thành ra đó thì họ mới tự động họ theo, nghĩa là cho mình theo mấy người đó ha. Thì khi mà mình theo mấy người đó là làm thành một cái group, một cái nhóm nhỏ nhỏ đó, thì ai cũng thấy cái email
của người này với người kia nó sẽ thổ lộ hết đó. Và đó chính là một cái vấn đề rất là lớn đúng không anh? Đúng rồi. Tại vì nhiều khi mình liên lạc với những cái email của những người bạn thì cũng không có nghĩ là những người bạn đó là họ sẽ là bạn với nhau, hoặc là nó đã là bạn với nhau, họ có thể là thù nhau chẳng hạn, phải không? Đó. Hoặc là ví dụ như là một người ex-husband and ex-wife có thể email nhau tại vì người ta phải đúng phải contact với nhau nhưng mà đó, không đó, có nghĩa là đó đó, nó là cái một cái thí dụ thôi, là chẳng hạn cho một cái cô đó thì cô có những cô có một cái người chồng cũ, nghĩa là hồi mà họ chia ly dị nhau nó cũng không có đẹp đẽ lắm, rồi trong lúc đó thì cô đó là cổ là cũng có những người bạn trai mới chẳng hạn, thì khi mà cô liên lạc hết cả hai bên đó thì với cái buzz á thì những cái người đó họ mới thấy email với nhau. Thôi chết, như vậy đó. Là hai người đánh ghen với nhau đó, quý vị. Thành ra nó có những cái chuyện nó như vậy. Thì nhưng mà sau vài hôm á thì Google họ mới là sửa lại, họ mới nói là họ không có auto follow, không có tự động mà đi theo những cái người email mà mình email qua lại, họ cho mình lựa, nghĩa là người nào mình muốn theo, người nào mình không muốn, hoặc là mình không muốn dùng buzz thì nó cũng có một cái chỗ rõ ràng để mà mình nói mình không có muốn dùng buzz ha. Nhưng mà cũng là tôi cũng muốn lợi dụng cái